xe đâu? Xe đâu? Xe đâu? Bọn mày để xe đâu đấy? Sao đây còn một cái xe? Hả? Xe đâu? Lúc sáng để xe ở đâu? Xe đâu? Đấy có một cái thôi. Xe đâu rồi? Ô. Chết mẹ rồi. Được hay lấy mất. Nó lấy mất rồi. Mất rồi. Cái xe này, con xe ghẻ này, nó bỏ lại. Xe đâu rồi? Cha, tao đã dặn, rồi đi để khóa nó lại, kéo khóa mà. Con chào mọi người nhá. Hiện tại thì anh em con đang trên đường trở về mọi người ạ. Tiến hôm nay đi thất bại rồi. Đấy, tha không đầy tổ đấy. Đây là những chiến binh trong tem của con. Đấy. Nào đi thẳng hàng vào. Ngô không, ngô không, ngô không. Đi thẳng hàng vào. Nhìn luận là giúp thắng cây. Đấy, uống nước. Đây đâu, theo ta. Đây, em bóc cho anh uống. Đây, em bóc cho. Thôi, lưới tự bóc lấy. Dặn ra đây cây. Đây, dặn ra đây. Đây, có hàng, có hàng. Có hàng. Đây. Rồi. Anh em đã đi lấy kinh thành công rồi. Hai con này đang đấu đấy. Cặp. Hai con này đấy. Hai to nhỉ. Hai con này nó đang đã man chưa? Đang tình yêu tình báo à? Đúng không? Không. Nó đang nó đang đè nhau. Con kia con kia con đực bé tí. Mặt tinh thật thì nhà mình cũng đã nhìn thấy rồi, mà đi sau mình thì còn nhanh hơn mình cả. Anh em đang mải chiêu nhau không để ý. Nó lao từ trên kia xuống à. Hai con nó cứ dập dềnh. Hai con nó đè nhau mà. Ui nó quấn tay này. Hô phát mà mình ngoảnh lại mà thấy nó quấn chói tay luôn. Kinh khủng. Ui thú bác anh chị ơi, con rắn này. Ui, con này phải 3 cân. Cũng đang đi về rồi, hôm nay đang bảo không được con gì đi về này. Ồ thế nhưng mà nghe chừng là nó không may mắn cho lắm đâu. Cái túi đi. Anh em ạ. Nghe chừng là nó không may mắn cho lắm. Rắn rồi nó may mắn. Các cụ bảo là các cụ ô câu bảo đi khi đi gặp rắn thì may và khi về gặp rắn thì hay bị đòn đấy. Được không? Đòn gì ở đấy? Chỉ câu của các cụ thì biết nói lại thế chứ. Đừng nói thế. Mọi người có thấy con nói đúng không ạ? Cái câu của các cụ rằng là khi đi gặp rắn thì may mà khi về gặp rắn thì hay bị đòn, thì cái câu này con nghe được từ nhỏ mà. Không biết là như nào hôm nay đi thì không gặp rắn, không được rắn. Về thì lại gặp hai con đang dèo nhau. Hai con rắn này thật là đang sướng mà bị Phương nó truy đuổi. Lần sau mới để nó làm xong việc đã, thằng bắt nhá. Thằng lộn này nữa. Anh Huy, anh nhìn thấy dưới này anh Hô thì có một con nó chạy lên kia thì em đang đùa là anh cho đuổi. Không đuổi lại vào thằng này, nhìn thấy rắn đuổi. Ừ. Thế làm gì có ai nhìn thấy ngoài tao? Mắt tinh thật đấy. Tụi chưa đủ hết độ chưa? Anh ấy đi săn nhiều như em đi xong bắt đầu xong rồi khắc tinh như em. Chỉ cần ngửi thấy là biết rồi. Riêng rắn mà rắn. Mắt tinh. Rắn mà mới lột nha, em nói với anh nha. Rắn mà mới lột nha. Nó rất là thối. Được. Mà nó có mùi đặc trưng của nó. Anh để ý ở kỹ thì anh phát hiện ra ngay. Xe đâu? Xe đâu? Bọn mày để xe đâu đấy?
Sao đây có một cái này? Sao đây còn một cái xe? Đấy. Hả? Thế đâu? Lúc sáng để xe ở đâu? Để xe đâu? Đấy có một cái thôi. Xe đâu rồi? Ô. Chết mẹ rồi. Được hay lấy mất. Nó lấy mất rồi. Mất rồi. Nếu nó vẫn lấy thì lấy cả xe này chứ. Cái xe này con xe ghẻ này, cái này thì nó lấy được, nó bỏ lại nó lấy. Bỏ lại rồi. Xe đâu rồi? Cha, tao đã dặn chúng. Tao đã dặn rồi, đi thì khóa nó lại. Kéo khóa mà. Mẹ rồi làm nào? Giờ con lên rồi mà tìm. Xe đâu nhỉ? Mất rồi. Thế này là mất rồi. Không rồi, chịu báo công an này. Chịu báo công an luôn. Trong này mình biết nào mình chắc chắn là báo công an rồi. Thế nhưng mà báo luôn đi. Bảo cứ anh em cứ không nghe, cứ nó bảo khóa xe cứ cẩn thận vào. Khóa mà. Cái gì? Khóa. Anh khóa bằng cái gì? Khóa rút túi chìa khóa đây. Ôi giời ơi, cái khóa ấy thì nó bẻ phát xong. Đã bảo đem khóa biệt tiệp vừa tiếp đi mà khóa. Khóa đâu? Mình không đem cái khóa, nhưng ở nhà có gương đó. Ở ấy có đấy mà không. Ôi. Ôi trời ơi. Chết rồi nhỉ? Này, nào. Ôi giời. Bây giờ đã mất xe rồi, còn đi có một xe này còn đi kiểu gì về. Mất xe rồi mọi người ạ. Ôi. Thằng Phương cầm máy đây xem nào. Này ơi, có không? Em nghĩ thế mà. Nhưng mà bây giờ phải gọi người lên mà đón. Gọi bọn thằng công lên đón lên. Đấy, không có xe mà về. Sáng trước là khóa cả cổ rồi đấy. Hay là có ai cổ em nói anh khóa xe được khóa cổ mới bẻ phát ra luôn. Trừ khi mình mang cái khóa ấy của mình như thế, mình có cái khóa ấy. Xe này chở được bao? Chở được. Nhưng mà đường xuống em sợ không chở đâu. Chỉ đi hai xuống chỗ nào khó thì xuống đi bộ. Về trước đi kiếm xe lên đón đi. Và anh em mình đi bộ dần. Ai đi trước thì đi. Không nghe. Khóa thiếc, đem khóa đi, khóa vào. Đấy thì mọi hôm mất khóa chứ hôm nay quên là. Cái gì đấy? Tôi đi bộ xuống dần. Cái gì? Cứ để hai em rắn. Ở đây thằng. Nó để ở đấy đi. Xe đây, xe đây. Đâu? Đâu? Đây. Đâu? Xe đâu? Ơ, sao lại để xuống đấy được nhỉ? Xấu à? Chắc là thằng nào đi rừng nó rắc xuống đây nó xấu. Ừ. Đấy, đi chơi nhà mình. Chơi à? Nó có gì đấy. Đấy là chơi nhau kiểu đấy nhỉ? Anh ơi! Khóa mà! Nó khóa gọn cho mình. Nhưng bây giờ làm nào? Hả? Tìm được hay là nó khóa nó trêu thôi, hay là nó để chìa khóa ở đây đâu đây không? Trêu ấy khóa rồi anh ạ. Trêu rồi đùa cái kiểu khóa mất rồi. Đấy chắc chỉ là người đi rừng với nhau thôi. Ai có tin xung quanh đây xem nào, nó có để chìa khóa lại cho mình không? Ê, có ai ở đây không? Gọi thì anh nghe thấy nào. Không, nếu mà nó trêu mình, nếu xác định trêu chắc chắn ở quanh đây rồi. Chẳng đâu rồi. Làm nào? Còn nếu mà người ta có ý thì người ta cứ để xe đấy, người ta khóa lại được thì người ta dắt xuống đây. Thì đấy, thì dắt xuống đây cho anh em mình đi tìm chứ. Đây là trêu rồi. Tắt máy quay đi tìm chìa khóa xem nào. Xem nào nó có để lại chìa khóa ở đây không? Thế sao nó lại chơi trò này nhỉ? Thì em nghĩ là nó không để chìa khóa đây đâu. Nếu mà nó không để chìa khóa đây thì nó chơi đều của anh nhau à? Tìm thế nào? Cứ tìm thế nào? Khả năng cao là nó chơi đều của anh em mình rồi. Liệu cái khóa này liệu có khóa được không? Hả? Ừ. Không phải không ấy đâu, chỉ có cắt thôi anh ạ. Chỉ có kim cắt thôi. Kim mới cắt được. Kim gì? Kim cái kim chuyên dụng của nó trên cắt thép này. Bây giờ làm nào? Tháo bánh xe ra về à? Tháo bánh. Tháo bánh xe xong rồi mỗi người vác xe về à? Mà lấy đâu đồ mà tháo bánh xe. Không, bây giờ chỉ có ấy thôi. Có xe đây một người hai người về trước. Ui giời, thế thì người ở trên này thì bắt buộc phải ở trên nơi làm nào? Bây giờ đi xuống núi lâu lắm.
không ngồi không được, cứ đi trôi cả hai xe trôi sát nhau này à? Đi nào được? Đi nào được? Mẹ thế nào chưa quay quăm chứ nhỉ? Mà lúc lúc mình đi lên có gặp ai đâu nhỉ? Làm gì có ai? Có ai đâu? Đây là có thể là nó đi lên đây nó thấy xe mình ở đây nó khóa mẹ lại chơi mình. Làm nào nhỉ? Bể khóa cổ hay sao? Hả? Xe trắng này bị bể khóa cổ rồi. Đấy nó đạp hết tung hết khóa cửa rồi là nó mới dắt được chứ khóa cổ hết rồi. Ủa, phá hết khóa cổ rồi đâu nữa. Cái này chơi trò này nhỉ, chơi trò bẩn thế nhỉ? Ở rừng này thì làm gì có ai, dân ở đây làm gì có xung quanh đâu mà khóa kiểu này rồi làm nào? Hay là đi xuống dưới suối xuống dưới núi tìm xem có nhà dân là xem mượn cái kìm lên bể. Trêu trêu này chỉ bọn biết anh em mình thôi thì nó mới trêu kiểu này thôi. Đây nó đây này, nó thấy nhà mình là nó hay đi rừng là nó biết là nhà mình rồi đấy. Ê, ngoài quầm đấy mọi người ơi. Anh em con lại gặp cái chuyện nó dở hơi thế này này. Đấy. Đầu tiên cứ tưởng nó bớt xe nhưng mà bây giờ cuối cùng thành ra nó dắt hai cái xe xuống đây, nó khóa hết khóa cổ xe luôn, nó khóa luôn. Nó khóa lại hai xe lại. Không biết là thằng nào chơi trò bẩn này. Bây giờ làm nào? Bây giờ lại làm nào? Xuống dưới nhà dân tít chân núi nhà dân dưới kia để mượn xem có kìm không, thử lấy thuốc của mình chặt cho nó có đứt khóa được đố ra chặt luôn. Rồi sợ dính lốp xe mà chặt nó vướng lùa cái thuốc vào đây cậy không ra được như... ra nó không thế. Riêng cái khóa này không bao giờ ra được. Hay là lấy cái mũi dao hay mũi kéo ngạnh cái khóa này xem nào, thử xem nào. Được làm gì có mũi kéo nào chui được vào đấy. Ê mày ngoái eo ầm nhỉ? Dở hơi thật đấy. Ở đây ấy, em luôn luôn lên xe. Em đi xuống em tìm mọi người. Chơi quái ầm thật đấy. Chơi kiểu này mới khổ này. Ủa, nhưng mà khổ, chơi kiểu này thì khổ thì cũng được, phá bỏ được. Đấy, để đi xuống để... Nó mà lấy mất thì mới sợ cả. Kéo cắt đi. Đấy, xuống anh mượn kéo cắt. Hay là nó bể được cổ nhưng mà nó không mở được nhưng xe nó chơi nó, mình nhỉ? Nó không thèm lấy xe nó khóa mà đây thằng này là cái thằng mẹ chơi trò oái oăm này. Rất là oái oăm này. Không thèm lấy xe. Thằng này là thằng thâm chơi thâm này. Xỏ lá. Cái con người này là cái con người nguy hiểm. Phải nói là nó làm được thế này, nó dắt được xuống đây, nó chơi anh em mình như thế này là nó cũng phải theo dõi anh em mình từ lâu rồi nhá. Theo dõi làm gì? Nó lên đây nó gặp, lên đây nó gặp. Dắt xuống nó khóa mẹ lại, theo dõi làm cái gì? Theo dõi thì nó để nó lấy xe mà. Nhưng mà nó trong cái quá trình nó dắt nó không sợ anh em mình đi lên này nhỉ? Mày phân tích chán bỏ mày. Cái này nó mà theo dõi thì nó lấy luôn xe rồi, gì nó phải chơi cái trò này. Đây là nó gặp, nó thấy xe mình, thấy. Đây nó chơi xỏ. Đi, có ai xuống luôn cùng em không? Đi cùng Huy kìa. Đây, xuống luôn đi. Nhanh lên nhá. Ồ. Ở đấy mọi người ạ. Rồi anh em chúng con đợi em Luận với anh Huy xuống dưới kia mượn xuống dưới núi xem là nhà dân xung quanh quanh gần gần đây xem nào. Có mượn được cái kìm cắt không lên để cắt khóa để về không mọi người ạ. Còn con xin phép mọi người con dừng cái video ở đây thôi. Đợi em Luận với anh Huy quay lên đi. Để anh em chúng con cắt khóa, anh em chúng con về thôi. Mong rằng là cô chú bác anh chị xem được video này, ấn like, đăng ký kênh cũng như ủng hộ cho con những cái sản phẩm về cao chăn cao rắn cũng như sản phẩm thuốc để mọi người chữa bệnh nhé. Con chào mọi người ạ. Xin chào mọi người.